vị, ngày càng có nhiều thanh niên nông thôn khởi nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thanh niên nông thôn ngày càng quan tâm đến việc tiếp cận, nâng cao kiến thức, tận dụng tiềm năng, ưu thế của nhà nông, cũng như nắm bắt nhu cầu thị trường để phát triển các mô hình nông nghiệp một cách hiệu quả. Gia đình anh Cao Văn Tới có hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi cá nước ngọt tại làng Phú Sơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Năm 2019, anh Tới bắt đầu nuôi lưới cá thác lát đầu tiên trong vùng nhằm hướng tới một mô hình sản xuất mới là nuôi cá làm chả. Tín hiệu tích cực là sản phẩm sau đó được khách hàng ưa chuộng. Vì vậy, đến cuối năm 2020, vợ chồng anh Tới dốc hết vốn gần 300 triệu đồng và vay mượn thêm để xây nhà xưởng và hệ thống máy móc làm chả cá thác lát. Từ đó, hoạt động sản xuất của cơ sở chả cá thác lát Văn Tới dần đi vào ổn định. Đến nay thì số lượng đầu ra nó cũng ổn định hơn, khách hàng, lượng khách hàng đặt nó cũng nhiều hơn và cũng được khách hàng đánh giá về chất lượng sản phẩm nó cũng cao hơn so với thời gian đầu mình mới sử dụng. Nên là cũng rất là cơ sở cũng muốn hoàn thiện tốt hơn, mở rộng hơn để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Hiện trung bình mỗi ngày, cơ sở của anh sản xuất được 40 kg chả cá thác lát với giá tiêu thụ 200.000 đồng một ký. Ngoài nguồn cá tự nuôi, để có đủ nguồn nguyên liệu làm chả cá thác lát, anh Tới còn thu mua cá của người dân ở hai xã Hòa Khương và Hòa Phong. Có một số cái mô hình nó cũng đang ở cái giai đoạn là nó đã phát triển rồi và các bạn cũng đã tạo ra những cái thu nhập cho bản thân và cái sản phẩm của bạn thì cũng đã được biết một số người dân địa phương thì biết đến và cũng như là cũng đã được một số siêu thị là đặt hàng. Trong đó thì có những sản phẩm như cá thác lát của anh Văn Tới ở Hòa Khương hay là trứng cút của anh Trung ở Hòa Phước. Thì cái này thì một phần thì được Ủy ban nhân xã thì người ta cũng có sự hỗ trợ đối với lại cái công tác là quảng bá cho thương hiệu, cũng như bên cạnh đó thì chỗ đoàn xã và huyện đoàn thì cũng đã hỗ trợ cho các đơn vị trong cái việc mà kêu gọi hỗ trợ cái vốn vay qua cái kênh ngân hàng chính sách xã hội của huyện Hòa Vang. Với các mô hình khởi nghiệp nông thôn đã trụ vững từ 2 năm trở đi thì đầu ra không còn là mối bận tâm lớn bởi chất lượng sản phẩm đã có chỗ đứng đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề cần hỗ trợ vẫn là nguồn vốn để đầu tư, trang bị thêm máy móc, mở rộng quy mô, gia tăng năng suất để có giá thành sản phẩm hợp lý, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường.